Xin chào quý bà con nhà nông. Hôm nay bà con hãy cùng em tìm hiểu về sản phẩm thuốc trừ sâu Casa Cusa 130 Edux. Một giải pháp đặc trị hiệu quả cho việc bảo vệ cây trồng khỏi sự tấn công của ruồi vàng, sâu đục trái và nhiều loại sâu hại khác. Casa Cusa 130 Edux là sự kết hợp hoàn hảo giữa hoạt chất alpha carbamethin và forcin với nồng độ phù hợp giúp đẩy lùi các loại sâu, đặc biệt là sâu cuốn lá, bọ trĩ, ruồi đục quả, rầy rệp trên cây công nghiệp, cây ăn trái và cây rau màu. Một chai Casa Cusa 130 Edux có thể tích là 450ml. Sử dụng sản phẩm cực kỳ đơn giản, bà con chỉ cần pha 20ml cho mỗi bình 25 lít nước hoặc 160-200ml cho mỗi vi 200-250 lít nước. Lượng nước phun được khuyến khích là từ 400-500 lít cho mỗi hecta và nên phun thuốc khi sâu còn ở độ tuổi 1-2 tuổi. Thời gian cách ly là 7 ngày, giúp đảm bảo hiệu quả tối đa của sản phẩm trong việc kiểm soát sâu kháng mà không gây hại cho cây trồng. Vì thuốc có công thức ở dạng Edux với hoạt tính sinh học tương đối cao, hòa tan dễ dàng trong nước và vô cùng thân thiện với môi trường. Với Casa Cusa 130 Edux, bà con không chỉ bảo vệ cây trồng mà còn đảm bảo gia tăng năng suất và chất lượng nông sản. Hãy cùng với công ty Dr. Land góp phần xây dựng một nền nông nghiệp bền vững và phát triển nhé. Chúc bà con có một vụ mùa bội thu. Mọi thắc mắc bà con vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc truy cập website của công ty, sẽ có đội ngũ kỹ sư Dr. Land hỗ trợ tư vấn chi tiết cho mình ạ.